Xin chào mọi người, hôm nay Tofu sẽ mang đến cho mọi người một bộ phim Girl House, truy sát gái gọi. Bộ phim bắt đầu ở một cảnh cậu bé mập bị hai cô bé hàng xóm đuổi bắt. Cậu chạy trốn rất lâu, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng bị tóm. Hai cô bé này lừa cậu ấy hãy nhắm mắt lại để hôn, nhưng lại tuột quần cậu. Sau đó lại lừa cậu ấy kéo quần trong xuống, rồi cười cợt chế nhạo của quý của cậu. Cậu bé mập vô cùng thất vọng, chạy thoát khỏi họ. Tiếng cười nhạo của hai cô bé hàng xóm đã ám ảnh in sâu vào trong tâm trí cậu. Mấy ngày sau, cậu bé mập lợi dụng khi cô bé hàng xóm ra ngoài, đạp xe một mình, cậu ấy đã ôm hận và trả thù cô. Từ đó đã mở đầu cho những bi kịch về sau. Bộ phim chính thức bắt đầu. Nữ chính Kelly Erskine là một sinh viên đại học. Cô ấy là một người có diện mạo ưa nhìn, thân hình thì vô cùng quyến rũ. Bố cô ấy mới qua đời không lâu, còn mẹ thì không có việc làm. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Kelly quyết định tận dụng thời gian nghỉ hè của kiếm tiền học phí bằng cách livestream trên mạng. Nhưng livestream này không giống những livestream bình thường khác. Sau khi để lại lời nhắn cho mẹ xong, Kelly đem hành lý đứng chờ ở cửa ký túc xá. Một lúc sau, có một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt cô ấy. Cửa kính kéo xuống, một người đàn ông tên Gary đến đón cô. Gary là CEO đã quen cô qua mạng. Anh ta đón cô đến nơi ở của một nhóm chuyên livestreams Girl House trên mạng. Trên đường đi, anh ấy giới thiệu qua về công việc. Ngoài thu nhập vô cùng hấp dẫn ra, họ còn có công nghệ bảo vệ tiên tiến. Kỹ sư kỹ thuật có thể đảm bảo rằng địa chỉ của các cô gái trong Girl House sẽ được bảo mật tuyệt đối. Các hoạt động trong buổi livestreams hoàn toàn là do các cô gái quyết định. Trong khi đang nói chuyện, chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa một biệt thự. Người phụ trách quản lý tòa nhà là Steve tiếp đón Kelly. Xung quanh tòa nhà tất cả đều được bố trí camera. Bảo vệ có trách nhiệm sẽ trục xuất những kẻ quấy rối. Gary mở cửa cho Kelly. Người ngồi trên ghế sofa đang đắp mặt nạ là Kat. Nhìn thấy hai người đến, cô vội vàng đi thay đồ, sau đó trở lại với thân hình quyến rũ. Xung quanh phòng luôn được bố trí camera để các cô gái có thể show những cuộc sống hàng ngày, cũng như để gần gũi hơn với các vị khách. Sau khi Gary rời đi, Kat đưa Kelly đi gặp những người khác, sau đó đưa cô đến phòng riêng. Buổi tối các cô gái cùng nhau ăn tối. Kelly cũng bắt đầu buổi trực tiếp đầu tiên của mình. Cô dần dần quen hơn trước camera, số người xem thích cô càng ngày càng tăng. Cô ấy nhanh chóng đạt được hiệu suất người xem là 100%. Cậu bé mập ngày nào giờ đã lớn, cũng đang theo dõi Kelly qua màn hình. Cậu ấy có nickname là Loverboy. Cậu đã bị Kelly cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Kat nhìn thấy tên Loverboy, liền nói với Kelly đến chào hỏi. Kelly nhiệt tình đến trước camera, gửi cho anh ấy một nụ hôn gió. Sau khi hẹn sẽ gặp lại mọi người, thì Kelly nhanh chóng tắt camera. Chàng trai Loverboy liền thực hiện những thao tác quen thuộc, tu lại đoạn video nụ hôn gió của Kelly, sau đó chụp lại màn hình, in hình Kelly ra. Trên tường nhà anh dán đủ các hình mà anh ta ghép chính mình với các cô gái trong Girl House. Đây là một sở thích quái dị của anh ta. Một thanh niên khác cũng đang xem Kelly biểu diễn. Anh ta còn kêu bạn đến xem cùng. Bạn của anh ta là Ben. Nhìn thấy các cô gái chỉ mồm chữ O, mắt chữ A, Ben nhận ra Kelly là bạn học cùng trường mẫu giáo. Anh thích Kelly từ đó, nhưng chưa có cơ hội bày tỏ. Không ngờ bây giờ Kelly lại làm nghề này. Một cô gái T đột nhập vào căn biệt thự. Sự xuất hiện của cô ấy dọa mọi người hết hồn. Có vẻ như mọi người không chào đón sự xuất hiện của cô, bởi vì cô ấy là một người nghiện ma túy. Kat liền đuổi cô ấy ra ngoài. Cô ấy biết Gary vẫn đang theo dõi mọi người qua camera, nên đã hướng tới camera và hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện phạm pháp nữa. Cô ấy năn nỉ anh ấy cho cô một cơ hội. Vừa nói cô ấy vừa uống éo và dáng quyến rũ. Gary nhìn thấy lực tương tác của cô ấy bắt đầu tăng lên, nên tạm thời giữ lại cô ấy. Nhưng hiện tại Kelly đã thế chỗ và đang ở căn phòng của cô, nên cô ấy chỉ có thể ngủ ở ghế sofa. Ngày hôm sau, Kelly nhìn thấy các cô gái khác đang nô đùa vui vẻ để tăng lượt tương tác của mình, nên cô đã đi tắm khỏa thân trước camera. Loverboy nhìn cô qua màn hình máy tính, lấy tay chạm vào màn hình như thể chạm vào cơ thể cô ấy, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện, rồi nhìn lên người nộm trong phòng anh ấy. Anh bước tới hôn người nộm. Kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc, Kelly quay trở lại trường học. Bạn thân của cô rất quan tâm tới công việc làm thêm của cô, nhưng vì quy định bảo mật của Girl House nên cô bạn không thể đưa bạn tới tham quan. Sau khi tan học, Kelly đang đi bộ, không ngờ gặp lại Ben. Hai người chào hỏi nhau. Kelly rất lâu rồi không gặp lại Ben, nên không biết Ben biết rõ về công việc làm thêm của cô. Ben chỉ nói là anh ta đang có tiết nghiên cứu ở trường, tiện thể mời Kelly uống cà phê. Kelly không có lý do gì để từ chối, liền cho Ben số điện thoại của mình. Cô ấy nhanh chóng trở về căn nhà biệt thự Girl House để tiếp tục livestreams. Loverboy vẫn đang online để chờ cô ấy. Cô hỏi anh ấy có muốn cô cởi bỏ quần áo. Loverboy nói, chỉ muốn đơn thuần nói chuyện bình thường với cô thôi. Kelly liền nói chuyện bình thường, hỏi anh ta làm nghề gì. Anh ta giới thiệu công việc của anh ấy là lập trình máy tính. Thật trớ trêu là anh ấy chỉ dùng tay để đánh máy, nói chuyện thôi mà. Kelly bên này lại cười và nói, cô cảm thấy anh nhất định là người đẹp trai. Anh chàng mập này đột nhiên xoa đầu, không biết nói như thế nào nữa. Lúc này Kelly đột nhiên nhận được một tin nhắn, sau đó muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Loverboy, nhưng bất ngờ trên màn hình xuất hiện ảnh của một gã đầu trọc béo ú.
Anh ta còn hỏi Kylie cảm thấy anh ta như thế nào. Kylie hơi ngạc nhiên sao anh ta có thể gửi ảnh được. Rõ ràng hệ thống của Girl House đã bảo mật rất tốt. Kylie lấy lại tinh thần, tỏ ra rất thân thiện, nói anh ấy rất dễ thương, sau đó nhanh chóng tắt cuộc trò chuyện. Tên mập này sau khi nghe thấy những lời nói của Kylie, anh ta lại thở phào nhẹ nhõm. Ben và Kylie hẹn nhau ở một nhà hàng. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và biết được tình cảm họ dành cho nhau. Ben đưa Kylie đến cửa nhà. Lúc tạm biệt, Kylie chủ động tiến lại gần. Ben tưởng rằng cô ấy sẽ hôn môi, nhưng không ngờ cô ấy lại hôn vào má anh. Ben ngại ngùng liền vội vàng rời đi. Ben vừa rời đi thì Kylie đã gọi điện cho người đến đón cô để về Girl House chuẩn bị livestream. Nhưng không ngờ Ben sau khi về tới ký túc xá cũng nhanh chóng mở màn hình lên để xem Kylie phát trực tiếp. Nghe thấy bạn cùng phòng đang vào, anh ấy vội vã tắt màn hình. Trong lòng anh ấy bây giờ có chút bối rối. Anh ấy phân vân không biết có nên nói với Kylie sự thật. Bạn cùng phòng khuyên anh ấy, nếu như cậu ấy muốn phát triển hơn nữa với cô bạn gái kia thì đừng bao giờ nói ra. Nhưng Ben đã không nghe lời khuyên đó. Ngày hôm sau anh ấy hẹn Kylie. Anh ấy không chút do dự nói sự thật với Kylie. Hai người bắt đầu cãi vã. Kylie với những cô gái khác không giống nhau. Cô ấy giải thích cô chỉ đến đây để kiếm tiền. Đủ tiền rồi thì cô sẽ rời đi. Sau khi cô xong mọi việc thì sẽ cho Ben một cơ hội. Hai người đã giải đáp được rắc rối. Sau đó họ hôn nhau. Họ vẫn chưa biết một thảm họa đang âm thầm ập đến với họ. Sáng hôm sau, tên mập trong lúc sửa dây mạng, anh ta ngoái đầu nhìn phần dưới của cô nhân viên. Anh ta không thể ngưng nhìn, không ngờ bị cô nhân viên phát hiện. Cô ấy đến gần và xỉ vả anh ta. Tên mập nắm chặt chiếc búa trong tay, phang vào đầu cô gái kia. Cô ta hét lên, tay ôm đầu đang phun đầy máu. Các đồng nghiệp khác đều hoảng hốt. Tên mập bình tĩnh lại, hóa ra anh ấy đang bị ảo giác. Cô ta vẫn tiếp tục chế nhạo anh ấy rồi rời đi. Anh ta khó khăn lắm mới về được nhà. Anh vội vã mở máy tính lên, nhưng camera anh ấy không tìm thấy Kylie đâu. Lúc này Kylie và Ben đang ở cùng nhau. Anh ấy hỏi các cô gái khác xem có thấy Kylie không. Nhưng các cô gái khác đều không để ý đến anh ấy và còn trêu ghẹo anh. Không ai biết Kylie đang ở đâu. Anh đột nhiên phát hiện hình của mình được treo trên tường. Anh ấy phóng to màn hình, ảnh của anh ấy được in ra và trên hình còn có những dòng chữ sỉ nhục. Anh ta bắt đầu nổi khùng, xả cơn tức giận lên con mannequin. Cảm thấy vẫn chưa đủ, anh ta ngồi trước màn hình máy tính gõ gõ đánh đánh, xâm nhập vào hệ thống mạng của Girl House. Nhưng chuyện này rõ ràng không phải là do Kylie làm. Hôm nay khi Kylie ra ngoài, cô gái T đã lén lút đột nhập phòng của Kylie. Đúng lúc cô ấy mở máy tính lên nhìn thấy bức ảnh của tên mập. Chắc vì ghen ghét Kylie đã chiếm lấy chỗ của cô ấy nên đã làm những việc này. Không ngờ hành động này của cô ấy đã làm anh ta trở thành một động cơ giết người. Sáng ngày hôm sau, khi nhân viên kỹ thuật của tòa nhà Girl House đi làm như thường ngày, nhưng anh ấy không để ý có người đang âm thầm theo dõi anh ta. Anh ấy vừa tháo tai nghe xuống, đột nhiên thấy một cành cây chắn ngang cửa. Một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhập vào phòng, dùng cánh cửa đập liên tục vào đầu nhân viên kỹ thuật. Người đàn ông đeo mặt nạ này vào phòng an ninh, giải quyết từng người một, nhưng chỉ giữ lại mạng của một người duy nhất, trói anh ta lại trên ghế. Tên đột nhập này để lại một lời nhắn trên màn hình camera: hãy hưởng thụ màn biểu diễn đêm nay. Sau đó hắn ta đi ra ngoài, tay cầm theo một hộp đồ, dáng đi đầy sát khí hướng về ngôi nhà biệt thự Girl House. Gary nhìn thấy một người đàn ông đang từ xa bước tới. Anh cho rằng hắn ta đang muốn trêu đùa nên ra ngoài để ngăn hắn ta lại. Nhưng tên mập đã bước đến không suy nghĩ, chỉ vài giây sau đã giải quyết xong Gary. Hắn ta còn dùng điện thoại khống chế toàn bộ căn nhà. Lúc này Kylie còn đang mải mê hẹn hò với Ben, hoàn toàn không biết ở biệt thự đang xảy ra chuyện gì. Tên mập nhìn trên điện thoại thấy T đầu tiên nên đã xử lý cô ta đầu tiên. Trời đã tối, những cô gái khác vẫn chưa phát hiện ra sự nguy hiểm đang rình rập. Họ vẫn đang tiếp tục những việc làm của mình. David đang phát trực tiếp. Cô ấy đang chat riêng với người bạn thân của Ben. Anh ta đã nhận được lời đồng ý chat riêng của David. Trong lúc David múa may trước màn hình, anh ấy tưởng rằng mình hoa mắt khi nhìn thấy có bóng người. Anh ấy liền nói với David, nhưng cô ấy không tin, cho là anh ấy đang đùa. Cô ấy liền tức giận tắt livestreams. Nhưng vừa tắt livestreams, cô đã nhìn thấy bóng người trên màn hình máy tính. Bạn của Ben nhìn thấy mọi chuyện liền gọi Ben lại xem. Hắn ta đè cô ấy lên tường nhà, chất vấn cô ấy thế nào là một cô gái đẹp. Nói xong hắn ta tra tấn cô ấy. Ben và bạn anh ấy càng ngày càng căng thẳng. Những cô gái khác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ben liền liên lạc với Kylie. Lúc đó Kylie vừa về tới cửa biệt thự. Cô ấy nhìn thấy phòng bảo vệ không có người, nhưng không nghi ngờ gì. Ben không liên lạc được với Kylie, gửi tin nhắn cũng không được. Tên mập đó đã cắt toàn bộ đường dây nên không thể liên lạc. Bạn của Ben vội vàng gọi cho cảnh sát, nhưng anh ấy lại không biết được vị trí cụ thể của căn nhà. Bên cảnh sát cũng không giúp được gì cho họ. Tên mập đã hành hạ David trước màn hình máy tính. Hắn bật trực tiếp cho hàng ngàn người xem. Hắn đập nát hai bàn tay của cô ấy. Kylie vừa về đến phòng của mình. Ben không thể ngồi im nhìn. Anh ấy yêu cầu người bạn của mình nghĩ cách phải tìm ra địa chỉ của căn nhà. Vận mệnh những cô gái khác cũng đang nằm trong tay anh ấy. Yêu cầu một tiếng nữa anh ấy phải cho Ben kết quả. Còn Ben thì nhanh chóng đến khu vực đó. Lúc đó David đang cố gắng mở cửa với hai bàn tay đẫm máu. Thì tên mập đi tìm mục tiêu tiếp theo. Hắn đi tìm cặp đôi lúc nãy đang náo nhiệt ở phòng khách. Hắn nhanh chóng túm được tên thanh niên kia, sau đó dùng băng dính bịt mũi và miệng cô gái.
Hắn ta cho thanh niên kia lên trần nhà, rồi lấy đầu anh ta đập vào tường. Ở phòng bên cạnh, Janet nghe thấy tiếng động mạnh, liền chạy sang xem. Cô nhìn thấy đúng lúc tên mập đang cắt người tên thanh niên kia. Janet kinh hãi không dám thở, nhanh chân chạy ra ngoài. Tên mập nghe thấy tiếng chân liền đuổi theo. Hai người vật lộn giằng co ở tầng 2. Hắn ta đẩy cô ấy xuống tầng 1. Janet bị thương, hai chân bị gãy không cử động được, chỉ có thể nhìn tên sát thủ tiến lại gần. Hắn ta dùng điện thoại kiểm tra camera, nhìn thấy Devon đang dùng mũi để gõ chữ, gửi địa chỉ cho bạn của Ben. Hắn liền cắt tín hiệu của phòng cô ấy, sau đó đi tìm hai người còn lại đang ở phòng xông hơi. Kat quay lại phòng để ngủ, để lại Mia ở lại một mình. Tên mập đã chặn cửa phòng xông hơi. Lúc này Mia phát hiện mình đang bị kẹt trong phòng. Cô bắt đầu gọi cầu cứu ở bên ngoài nhưng không ai trả lời. Cô dùng đá để đập cửa kính, đập được một lỗ nhỏ để hít oxy, sau đó tiếp tục đập vỡ cả cửa kính. Cuối cùng cô ấy cũng thoát khỏi phòng xông hơi và lao ra hồ bơi để hạ nhiệt. Sau đó tên mập sớm đã đợi ở trên bờ và giải quyết luôn Mia. Carly nghe thấy tiếng hét của Mia, tò mò cô ấy nhìn qua cửa sổ. Tên mập biết cô ấy đang nhìn trộm hắn ta, liền quay đầu lại nhìn. Carly nhanh chóng núp sau cánh cửa. Cô thử gửi mail để cầu cứu nhưng cũng không được. Cô mở màn hình camera xem tình hình các cô gái khác, rồi tự phá vỡ camera trong phòng mình. Lúc này Ben tìm tới trường học, anh gõ cửa từng phòng để tìm bạn của Carly. Cuối cùng anh tìm được cô ấy, nhưng bạn cô cũng không biết địa chỉ, chỉ còn cách báo cảnh sát. Khi hai người đang tìm cách, thì lúc này Carly cũng nhanh chóng gọi Kat dậy. Hai người hợp sức chặn cửa phòng, nhưng không đủ sức ngăn hắn lại. Tên mập tiến đến Carly, đè cô ấy vào tường. Kat chạy đi tìm vũ khí. Cô ấy trở lại với một chiếc gậy gôn, đánh vào đầu hắn ta. Carly bảo Kat đi tìm cảnh sát, còn cô ấy thì đi cứu Devon. Kat cầu cứu một anh bảo vệ ở cửa. Trong lúc cô ấy đang giải thích mọi chuyện với anh bảo vệ, thì tên mập lao tới xử lý tên bảo vệ. Kat cũng không chạy thoát. Lúc đó Carly tìm thấy Devon đang bị thương nặng. Cô ấy bây giờ đã gần như suy sụp hoàn toàn. Carly an ủi cô ấy, cố gắng để cô đi tìm sự giúp đỡ. Sau khi Carly vừa rời đi, thì Devon đã tự tử bằng một chiếc túi ni lông. Bây giờ trong căn nhà chỉ còn người duy nhất sống sót là Carly. Lúc này cảnh sát đã tìm được địa chỉ. Vừa tới phòng giám sát thì phát hiện mọi người đã chết hết. Nhưng vì đảm bảo bảo mật hình sự nên phía bên cảnh sát không tiết lộ địa chỉ cho Ben. May mà bạn của Ben đã cố gắng xâm nhập, tìm được địa chỉ của căn nhà, sau đó dẫn đường cho Ben đến căn nhà đó. Lúc này Carly đang tìm cách thoát ra khỏi căn biệt thự, nhưng tên mập đã đuổi kịp. Carly cố gắng chạy trốn, hắn ta điều khiển khóa cửa căn phòng mà Carly vừa chạy vào. Carly nấp trong một căn phòng không có camera. Tên sát nhân đi vào từng ngóc ngách để dò tìm vị trí của Carly. Không tìm thấy Carly, hắn ta liền rời đi. Carly đang ở trong phòng điều khiển điện của tòa nhà. Cô ấy ngắt điện một phòng để thu hút sự chú ý của tên sát nhân. Carly dùng chiếc máy quay để làm vũ khí, sau đó ngắt hết điện của tòa nhà, dùng chiếc máy quay để nhìn mọi vật xung quanh. Quả nhiên tên sát nhân đã đến. Carly dùng một chiếc que đâm vào người hắn ta. Hắn ta bóp cổ Carly. Cô ấy dùng hết sức lấy chiếc máy quay đập vào đầu hắn ta, không cho hắn ta một cơ hội sống sót nào. Carly nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này Ben cũng tìm tới nơi, liền chạy tới ôm chầm lấy cô ấy. Cảnh sát và báo chí cũng tới. Carly nói với Ben đừng để báo chí chụp ảnh cô ấy. Bộ phim đến đây cũng kết thúc rồi. Câu chuyện này cũng muốn nhắc chúng ta hãy cẩn thận với những trang mạng ảo và đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Nếu không biết đâu một ngày bạn sẽ gặp phải tên sát nhân giống như tên mập này thì sao?